xin chào các bạn. Thì đối với nhân viên giúp việc riêng, người phục vụ hoặc là người giúp việc nhà của các người có visa loại A1 hoặc là A2, còn hợp lệ thì có thể được cấp visa A3 hoặc là cấp visa G5 nếu làm việc cho những người có visa loại G1, G2 và G3 hoặc là G4. Thì trước tiên, phái đoàn ngoại giao hoặc là tổ chức quốc tế của người thuê lao động phải nộp mẫu thông báo về việc nhân viên giúp việc riêng cho văn phòng lễ tân của Bộ Ngoại giao. Trong quá trình xin visa thì sẽ có các yêu cầu phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán. Người thuê lao động thì sẽ phải chứng minh rằng lương đơn sẽ phải nhận mức lương thỏa đáng dùng để chi tiêu cho bản thân và tương đương với mức lương trong khu vực tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó thì nhân viên giúp việc phải chứng minh rằng ông hoặc là bà sẽ làm công việc được mô tả trong hợp đồng lao động. Viên chức lãnh sự sẽ quyết định lương đơn có đủ tiêu chuẩn được cấp visa A3 hay là G5 hay là không. Và đương đơn xin visa loại A3 và G5 thì phải xin visa ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu người thuê lao động không mang hàm ngoại giao tương đương cấp bộ trưởng trở lên hoặc là không có vị trí tương đương bộ trưởng hoặc là cao hơn thì người thuê lao động phải chứng minh rằng ông hoặc là bà có đủ điều kiện kinh tế để cung cấp cho nhân viên giúp việc riêng một mức lương thỏa đáng và những điều kiện làm việc như là mô tả trong hợp đồng. Việc một người thuê lao động có đủ tiền để thuê bao nhiêu người cũng là yếu tố được cân nhắc. Thì để xin visa A3 và G5 thì đương đơn phải nộp tất cả những giấy tờ để mô tả phần thủ tục nộp đơn xin visa, ngoại trừ việc nộp phí xét đơn. Quan trọng là đương đơn phải nộp hợp đồng lao động với đầy đủ các điều khoản bắt buộc. Thì người giúp việc nhà, nhân viên giúp việc riêng được khuyên là nên giữ hộ chiếu và một bản sao hợp đồng lao động. Trong mọi hoàn cảnh thì nhân viên giúp việc không nên đưa hợp đồng lao động hoặc là hộ chiếu cho người thuê lao động. Nhân viên giúp việc riêng và người giúp việc nhà thì nên lưu ý rằng là khi ở Hoa Kỳ, họ là đối tượng của luật pháp Hoa Kỳ và bản hợp đồng lao động cung cấp những điều kiện lao động mà người thuê họ phải tuân thủ. Và mọi thắc mắc về vấn đề trên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất, hoặc bạn cũng có thể gọi về số 083-848-4879 để chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn.